Sơn Ba Gốm xin trân trọng giới thiệu với các bạn cốc uống nước kẻ chỉ vàng có tay cầm. Phần núm tay cầm sẽ là hình chóp lửa. Đây là phần đục tay cầm. Phần bên trong ở trên cốc sẽ có phần đường kẻ chỉ vàng ở ngang của thân cốc. Ở phần đáy cốc kẻ chỉ vàng và phần tay cầm. Cốc cao 10 cm và thêm nắp nữa sẽ là 13 cm. Nếu như là nắp kẻ chỉ vàng 13 cm, lắp kẻ chỉ vàng với lại ngọn lửa, chóp lửa thế này sẽ là 14 cm. Còn với nắp hình dáng tròn như thế này, đúng tròn thế này sẽ thấp hơn là cao 13 cm. Đây là cốc qua dáng trụ tròn. Cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi.